Mặc dù rất là đẹp trong camera, trong hình ảnh rồi, nhưng mà ở thực tế nó lại đẹp hơn. Mỗi cái Kỳ Lân sẽ không làm cho cái nào giống cái nào. Có nghĩa là ngoài phần da Epsom này thì có một phần mix, là Kỳ Lân mix với da K6 để tạo điểm nhấn. Thì mỗi cái Kỳ Lân sẽ chọn những cái con da khác nhau, màu cũng khác nhau. Và chắc chắn rằng Kỳ Lân cũng đi những đường chỉ nó phù hợp với nhau. Đó là một sản phẩm cao cấp. Một sản phẩm cao cấp thì bao giờ cũng là tinh tế, rất là tinh tế. Tại vì mình phải biết nhìn nhận và biết làm sao để cho sản phẩm trở nên phù hợp và đẹp. Nhất là phối giữa sự chỉ luôn, màu chỉ với màu da cá sấu